trắng chạy vào trong hang. Năm thằng vác một đôi sào, lùa đàn trâu trắng chạy vào trong hang. Lùa gà? Không phải. À thế à? Lùa trâu? Không phải. À là con gì á? Là gì thôi. À là gì á? Hành động gì? Xin mời anh Hoàng đến từ trường đại học Harvard. Con gì, cái gì nhỉ? Cái gì nghe lại không? Quên rồi. Không hiểu cái gì cả. Chết rồi. Nhớ cái này đúng không? Chê cái này khó. Đang có cái câu trả lời của các bạn này. Năm thằng vác một đôi sào, lùa đàn trâu trắng chạy vào trong hang. Năm thằng vác trong trâu sào lùa. Năm thằng này. Năm thằng đây này. Năm tay à? Tay à? Năm thằng. Phải có gợi ý nhá. Đây năm thằng này. Vác một đôi sào. Là cái gì á? Đây này. Sao bài? Không phải. Vác một đôi sào. Đôi sào. Là hai cái gậy đấy. Hai sào đúng không? Ừ, là hai cái gậy đấy. Là cái gì nhỉ? Đây là năm thằng này. Ờ. Vác một đôi sào. Ôi giời, hai cái ông này trắng lắm. Tôi ấy khó thật đấy. Tôi gợi ý đến như thế rồi mà. Phải khó. Là ăn cơm. À thế à? Năm thằng là bàn tay này. Đôi sào là đôi đũa. Lùa đàn trâu trắng là cơm. À, ăn cơm. Lùa ăn đàn trâu trắng chạy vào trong hang cho cơm vào mồm này cả. Ok. Tôi làm MC gần 25 người và cái câu hỏi như thế, gợi ý như thế mà không trả lời được. Mai 10 giờ sáng bên kênh Phạm Quốc Liêu với số nha mọi người. Mai 10 giờ sáng nha. Che luôn, không cho hack. Đang cái này chỗ đâu. Che rồi, chưa quay YouTube nữa. Ờ nhỏ. Có sao đâu. Này. Thôi trả lời anh chị cho mình kìa tí. Em xin cảm ơn kìa. Câu hỏi này là hốc búa lắm này. Đâu. Nói không phải từ ý đâu nha. Đây nha, câu hỏi này thì rất là quen thuộc với cả anh Linh. Và cũng... Năm phút nữa nghỉ á? Cũng quen thuộc với cả anh Hoàng. Vừa bằng cổ tay, mọc ngay giữa háng. Đến tháng đến ngày là nó mọc lông. Ai có chồng thì mới biết. Ai có chồng á? Ai có chồng thì mới biết. Vừa bằng cổ tay, mọc ngay giữa háng. Đến tháng, đừng có nghĩ bậy bạ nhá. Không nghĩ bậy bạ. Đến tháng đến ngày là nó mọc lông. Ai có chồng thì mới biết. Miếng lớn kịp nhật rồi cơ. Cái gì nhỉ? Ôi trời. Rất quen thuộc. Một hình ảnh rất quen thuộc. Đấy. Một hình cực kỳ quen thuộc luôn. Nói lại nào. Vừa bằng cổ tay, mọc ngay giữa háng, đến tháng đến ngày là nó mọc lông. Ai có chồng thì mới biết. Trời ơi. Nách. Không. Nách. Nách đến tháng mọc lông. Gãy ra tiếng gãy xíu đi. Tóc. Không phải. Đâu. Tiếng gãy đi. Cái gì? Rồi à. Ngô. Bắc ngô. Bắc ngô đúng rồi. Bắc ngô. Thì phải nói là cái gì? Cái phải gợi ý. Chẳng nghe này hỏi nào là bắp gì à? Không à? Không phải là nó mọc ở dưới mẻ lá mới à? Khán giả là trả lời đúng nhóc chứ. Wow, cha. Chả ai biết đấy à? Ê, học giỏi lắm. Học giỏi lắm này. Ôi, con thua rồi. Châu Huy trầu này luôn mà, Linh không biết này. Đang quay nữa mà. Thôi. Xuống like rồi quay YouTube để quay ấy đó. Muộn rồi. Ok. Quay ok mày. Ok, cả nhà mình nhá. Ok chưa? Ok, chào tất cả mọi người nhá. Ngày mai mọi người 10 giờ sáng bên kênh Phạm Quốc Liêu official nhá. Ok, chào các bạn nhá. Anh em mình test hình nhá. Ôi, 10k với 15k nhỉ. Ok, mọi người đi ngủ nhá. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye mọi người. Tắt chưa? Tắt.